Mép mía tấn phát với động cơ 1000W motor mới của Đài Loan nha mọi người. Đi kèm đó là trục ép kim cương 12 bạc đạn, inox cao cấp 304. Và thêm một combo đặc biệt đó là chiếc máy đánh bọt gắn sẵn trong máy nước mía của Tấn Phát, giúp cho quý khách hàng có thể dễ dàng đánh bọt nước mía của mình thêm thơm ngon hơn, hoặc là kết hợp với những dòng trái cây giống như mía sầu riêng, nước mía dâu, nước mía khóm hay là nước mía thanh long, hoặc là nước mía mít mía rau má mọi người. Với cái động cơ 1000W được rắc vào trong máy thì chúng ta có thể ép một lần từ 2 đến 3 cây mía, sử dụng cho những cái quý khách hàng mà có nhu cầu ép nhiều trong ngày á, thì với động cơ 1000W này nó sẽ đáp ứng được quá trình chạy liên tục nhanh hơn mà không có làm nóng động cơ. Khi ép thì máy sẽ tự giữ lấy cây mía mà ép và cho ra nước giống như mọi người đang nhìn thấy như thế này nè. Về phần bã mía sau khi mà ép á, nó sẽ chạy ra cái hướng ở phía ngoài mọi người. Thì mọi người nhìn kỹ này đó, thấy không? Cái phần bã mía rất là khô và tơi. Đó. Thì cho nên là cái máy nước mía siêu sạch của bên Tấn Phát là ép một lần duy nhất là kiệt nước luôn, bã mía là khô cực kỳ. Và mọi người muốn cái bã mía nó ra ngoài cũng được, hoặc là cho vào trong thùng cũng được nha. Thì tùy theo cái vị trí của mình kinh doanh và nhu cầu của khách hàng mà bên Tấn Phát sẽ thiết kế cái phần bã mía ra theo yêu cầu của khách ạ. Đó, đây là kết quả sau khi mà mình đánh xay nước mía pha chung với thanh long nè, chế ra ha, mọi người thấy màu sắc rất là đẹp. Đấy. Còn đây là kết quả sau khi mình ép nước mía chung với lại chanh đó mọi người. Chanh hoặc là cam hay là tắc khóm, dâu thì mình đều có thể ép được. Giống như mình đang nhìn thấy đây thì chúng ta có thể là kẹp cái trái cây chung với cây mía và cho vào cái máy nước mía thì nó sẽ tự giữ lấy và ép. Thì trong quá trình đó nó sẽ hòa quyện chung nước mía với lại tất cả các loại trái cây mà mọi người ép chung. Rất là dễ và tiện lợi. Thì nó cho ra cái phần của cái cối xay như thế này. Thì mọi người muốn để như thế cũng được. Còn hoặc là mình muốn cho nó thêm bọt thì mình bật công tắc và đánh xay cho nó cái phần nước nó được trộn đều lên với nhau và nó thêm bọt béo. Vì trong nước mía cái phần đặc trưng nhất vẫn là bọt béo thơm ngon đó mọi người à.